Hoan hỷ chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Phong Thủy Phát Tài. Trong ngày hôm nay, lần đầu tiên thay mặt cho 30 tập chương trình, kính chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy niềm vui, an lành và tài lộc hanh thông. Hôm nay, Phong Thủy Phát Tài sẽ chia sẻ tử vi chi tiết của 12 con giáp trong ngày 20 tháng 6 năm 2024, cùng tìm hiểu vận trình ngày mới về công danh, sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và cha đạo của mỗi con giáp, bạn sẽ biết được con chấp nào may mắn và con chấp nào gặp phải thách thức trong ngày mới của mình. Các bạn sẽ cũng nhận được lời khuyên về cách thức tăng cường may mắn, công việc thuận lợi hơn và tài lập tăng trưởng. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới và nhận thông báo cập nhật từ ban biên tập chương trình. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết về thông tin tử vi hôm nay, ngày 20 tháng 6 năm 2024 dương lịch là thứ năm, lịch âm là ngày 15 tháng 5 năm 2024, trước ngày ác mão tháng canh ngọ năm chấp thìn. Cung giờ hoàng đạo bao gồm giờ tí 23 giờ đến 0 giờ 59 phút, giờ dần 3 giờ đến 4 giờ 59 phút, giờ mão 5 giờ đến 6 giờ 59 phút, giờ ngọ 11 giờ đến 12 giờ 59 phút, giờ mùi 13 giờ đến 14 giờ 59 phút, giờ dậu 17 giờ đến 18 giờ 59 phút. Giờ hắc đạo bao gồm giờ sửu 1 giờ đến 2 giờ 59 phút, giờ thìn 7 giờ đến 8 giờ 59 phút, giờ tỵ 9 giờ đến 10 giờ 59 phút, giờ thân 15 giờ đến 16 giờ 59 phút, giờ tuất 19 giờ đến 20 giờ 59 phút và giờ hợi 21 giờ đến 22 giờ 59 phút. Tuổi hợp xung trong ngày hôm nay, tam hợp, hợi, mùi, lục hợp, tuất, tương hình, tý, tương hại, thìn, tương xung, dậu. Tuổi bị xung khắc trong ngày hôm nay, tuổi bị xung khắc với ngày kỷ dậu, đinh dậu, tăng mùi, tân sủ. Tuổi bị xung khắc với tháng, nhâm tý, bính tý, giáp thăng, giáp dần, sao tốt, mẫu thương, tục thế, ngũ hợp, ngọc đường, minh phệ, sau xấu, hà khôi, đại thời, đại bại, hàm trì, tứ hao, cũ khảm, cũ tiêu, huyết kỵ và vãng vong. Hôm nay ngày 20 tháng 6 năm 2024, sau đây là những việc quyết cơ bác anh chị và các bạn nên làm và không nên làm. Việc nên làm, cúng tế, giao dịch, nạp tài. Việc không nên làm, cầu phúc, cầu trự, đính hôn, ăn hỏi, cưới gã, giải trừ, chữa bệnh, đồng thổ, đổ mái, sửa kho, khai trương, xuất hàng, đào đất, an táng và cải táng xuất hành trong ngày hôm nay. Ngày xuất hành là ngày thiên hầu xuất hành, dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xảy ra tai nạn, chảy máu, máu sẽ khó cầm. Hướng xuất hành, nên xuất hành hướng đông nam để đón tài thần, hướng tây bắc đón hỷ thần, tránh xuất hành hướng đông vì gặp hạt thần. Tiếp theo chương trình, xin mời quý cô bác, anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu vận trình chi tiết cụ thể của từng con giáp trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Đầu tiên, xin kính mời quý vị cùng tìm hiểu về con giáp tuổi Tý. Nhờ có tâm hội mà con giáp tuổi Tý dễ dàng làm hài lòng mọi người bằng những lời nói, sự quan tâm chân thành của mình. Bạn cho thấy mình là người tình cảm và được mọi người xung quanh quý mến. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp thiên ấn ghé thăm lúc này là điều kiện thuận lợi cho con giáp tuổi Tý hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân và năng lực của mình bạn có thể được giao những nhiệm vụ quan trọng hoặc thậm chí là được đề bạc lên một vị trí cao hơn. Vấn đề sức khỏe có thể khiến bạn phải lo lắng trong ngày này nên uống thuốc và đi ngủ sớm, nghỉ ngơi đầy đủ để sớm hồi phục bạn nhé. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi tý trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi Bính Tý. Trong hôm nay có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh tiền bạc, ngày hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng, ngày có sự bận rộn về sự giải đáp, thư tín hoặc có lời khuyên, giải, giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi giáp tý trong ngày thứ năm, hôm nay bản mệnh giới nhận những tin tức về tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lập của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ, pháp luật hoặc do người cộng sự cấp trên gặp đối so, gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận tiền bạc của mình, vận trình tài lộc vào xa thất thường. Xem tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi nhâm tý trong ngày này bản mệnh sẽ có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính, mọi việc không nên, ngại sự chậm chạp vẫn có kết quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ, hội hợp, tiệc tùng, cuộc vui, ngày có người ở xa trở về hoặc có tin của họ. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi canh Tý. Tử vi ngày hôm nay cho biết có nhiều thuận lợi cho việc kết bạn đến ước hội hợp tiệc tùng đình đám, bản mệnh dễ nhận tin vui nơi xa hoặc là sẽ có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân, thuận lợi cho việc khởi công, hợp tác, đầu tư, kết thúc công trình và ngày tài lộc tốt. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc các tường, hồng, vàng, quý nhân phù trợ, dậu, mùi, con số may mắn 15, 62 và 89. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của coi chấp tuổi sửu trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Người tuổi sủ nhờ có tâm hội che chở nên tốt cho việc hợp tác làm ăn, bàn bạc các điều kiện càng thỏa thuận trong hợp đồng. Ngoài ra, nếu muốn hỏi thăm người thân lâu ngày chưa gặp thì nên gọi điện nhé. Tình hình tài chính đã khá hơn trước rất nhiều với sự che chở của thiên tài, thế nên cô chấp tuổi sủ nên trân trọng những gì mình đang có trong thời gian này. Hơn nữa, không nên mua sắm quá tay, thay vào đó nên có kế hoạch tiết kiệm tiền bạc rõ ràng. Tốt hơn cả là tìm cách xử lý những đắc rối ở hiện tại trước đó, đừng cố tình bỏ qua và xem như không có gì, sau đó bạn có thể thoải mái dành thời gian cho những mục tiêu của riêng mình. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi sủ trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi đinh sủ, trong ngày hôm nay có nhiều âu lo buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây đắc rối hoặc là những trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Bản mệnh không nên tin vào người khác, hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Dễ có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm, ngày đi xa hoặc là nếu có di chuyển không có lợi hoặc qua nhập công mới có kết quả. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi ác sửu. mọi việc trong ngày hôm nay trở nên bội vàng quyết định cho dù có tiến hành cũng dễ gặp phải cản trở. Tuy nhiên, không nên bỏ dở và chờ đợi tin tức khác. Ngày có tin buồn, có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng. Hôm nay là thời điểm thuận lợi cho sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi quý sủ trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Trong ngày đã là thời điểm mà bản mệnh không nên tăng tính hoặc bày vẽ thêm mọi việc sẽ không có kết quả mà còn gặp sự khó khăn, hao tốn. Đây là ngày dễ gặp phải những chuyện buồn không đau, không có lợi, chứ nhận được những tin buồn. Dù có người đến đem lại lệ lập cho mình cũng phải có sự hao tốn, chia sẻ, sức khỏe không tốt và ngày có tin xa. Tử vi tử tăng sủ trong ngày thứ năm, hôm nay là ngày mà sẽ có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc. Ngày có tin buồn, có người đem đến lại sự bất lợi cho mình. Ngày có tin không tốt của thân nhân bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc và ngày tài lộc trung bình. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc các tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, mùi hợi, con số may mắn số 09, 39 và 65. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi dần trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Trong ngày hôm nay, người tuổi dần nếu thấy tín hiệu không ổn thì nên tìm cách dừng lại càng sớm càng tốt trong ngày tương phá tác động. Tuy nhiên, hãy giữ vững tinh thần, tránh nóng vội và chủ quan trong giai đoạn này nhé. Hôm nay, kiếp tà nhắc nhở tuổi dần có nguy cơ sẽ gặp một vài trục trặc nhỏ trong thời điểm này, có thể áp lực cá nhân đã khiến cả hai cùng trở nên mệt mỏi. Về khía cạnh tiền bạc, lúc này bạn cần phải siết chặt những chi tiêu của mình, hãy bắt đầu với những bữa ăn tại nhà và hạn chế mua sắm những món đồ không cần thiết. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi dần trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi Mậu Dần, đây là một ngày Mậu Dần có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết, mọi việc nên kết thúc, không nên tiến thêm, sẽ có hại. Tử Vi tử Bính Dần trong ngày thứ năm, trong ngày dễ nhận tin buồn về công danh tài lộc cũng như bổn mạng của người thân bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm, hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ, ngày có cuộc vui nhỏ, sự đi lại di chuyển có sự lòng vòng hoặc chậm trễ đôi chút, vận trình tài lộc trung bình. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi Giáp Dần. Trong ngày hôm nay, mọi việc tốt hơn nên tự tốn chậm rãi, chứ không nên quyết định mau chóng, bởi sẽ gặp phải nhiều điều bất lợi, đừng có sự ngại khó khăn, nên đi xa tiến hành việc thay đổi phương hướng làm ăn, cũng như là về mặt tình cảm. Ngài có tin tức tốt về công danh, nơi ăn, trốn ở của bè bạn, người thân. Ngày tài lập trung bình, hạp các nghề nhiếp ảnh, điện thoại, công nghệ thông tin, vi tính, thời trang, kiến trúc, địa ốc, bảo hiểm, thị trường, chứng khoán. Tiểu Bưu Đỗ nhâm dần trong ngày thứ năm, hôm nay công việc dễ bị bỏ dở, bỏ ngang do có sự kiện khác xảy ra hoặc có cuộc gặp gỡ ngắn hạn vừa về công việc vừa về vui chơi tình cảm ngày có tài lộc nhưng dễ hao tốn bản mệnh không nên bàn chuyện của người khác hoặc nhúng tay vào công việc của người khác các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc các tường trắng, hồng, quý nhân phù trợ, tỵ, hợi, con số may mắn 70, 45 và 29. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Mão trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Về mặt tình cảm, nhân khi có tam hợp năng đỡ, người độc thân tuổi mão nên là người chủ động lên kế hoạch cho các buổi hẹn hò nếu đối phương là người bạn thật sự muốn cùng tiến xa hơn. Các cặp đôi có chay phút quay quần vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Thực ra chính mình khó nhận diện ra vấn đề của bản thân, đó là lý do mọi người thấy tuổi mão sai hướng nhưng bạn vấn đề cao quá bản thân cộng thêm tác động của tỷ kiên nên coi cháp tuổi mão chỉ có cảm giác mọi người chống đối mình tuy nhiên thực tế đó là những góp ý rất có ích cho bạn thủy mập tương sinh cũng tốt cho khía cạnh tài chính của con cháp tuổi mão mọi vấn đề sẽ sớm được xử lý trong ngày hôm nay nhất là những ai thoát khỏi nợ nần sẽ cảm thấy rất thoải mái sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi mão trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi kỷ mão ngày có nhiều tin tức xấu không thuận lợi cho mọi việc, không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Ngày dễ có sự bôn ba vất vả, xoay trở khó khăn nên cầu viện ý kiến của quý nhân hay cấp trên và ngày có lộc nhỏ. Xem bói tử vi trong ngày thứ năm của tuổi đinh mão, bản mệnh trong hôm nay nên cẩn trọng trong mọi việc. Ngày có nhiều việc hư hại hoặc nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính. Nếu là ngày chủ về tình cảm, đình đám, tiệc tùng cũng chậm trễ, không được như ý. Ngày có tin tức về tiền bạc nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi Ất Mão. Hôm nay là ngày dễ có tin hoặc công việc đến không nên vội vàng tiến hành giải quyết vì sẽ không đúng với mục đích. Bắn mở nên chịu khó, nghe sự gấp ý kiến của người khác đây chính là vận công việc chung, vận trình tài lập chung bình. ngày có tin tức tốt xấu lẫn lộn về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. ngày có người đi xa, có khách đến. tử vi trong ngày thứ năm của tuổi quý mão, ngày có tiệc tùng, đình đám, hội hợp, gặp gỡ bè bạn thân nhăn. bản bệnh không nên bày vẽ, kéo dài mọi việc sẽ có chuyện không hay gặp bất lợi cho mình. ngày dễ gặp rủi ro, so, tranh cãi, xung đột việc đến không được như ý trọn vẹn và ngày có lời trách oán. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc các tường đỏ, đen, quý nhân phù trợ, sửu, thìn, con số may mắn, số 01, 37 và 67. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi thìn trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp, những khó khăn liên quan tới chuyện tiền nông đã được dẹp bỏ trong ngày chính tài năng đỡ cho con giáp tuổi thìn. Bạn cảm thấy thoải mái hơn với số tiền đang có, tuy nhiên vẫn cần phải sử dụng hợp lý và đề cao việc tiết kiệm nhé căng thẳng trong mối quan hệ có thể xảy ra trong hôm nay điều bạn cần làm chính là cho bản thân và người ấy có không gian riêng để cùng suy nghĩ và bày tỏ quan điểm cá nhân bằng cách này mối quan hệ sẽ trở nên thoải mái và cả hai sẽ thấu hiểu nhau hơn tránh các tác nhân có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bạn nhất là nhà ai đang có trẻ nhỏ rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của chúng khi thời tiết khắc nghiệt như hiện tại sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi thìn trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi canh thìn. Trong ngày bản mệnh dễ gặp phải tin tức ở xa, sẽ có người tìm đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến. Ngày có tin tức tốt về tiền bạc, tài lộc nhưng dễ hao vì giao thiệp, chia sẻ. Ngày có cuộc vui ngắn, có tin buồn. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi Mậu Thìn. Ngày hôm nay bản mệnh sẽ nhận tin tức ở xa, tốt xấu lẫn lộn. Mọi việc nên chờ đợi, không nên vội vã tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Ngày có người ra đi, gặp lại người xưa, tài lộc trung bình. Đây chính là ngày có sự định kỳ, đáo hạn, đến hẹn. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi Bính Thìn. Hôm nay chính là thời điểm cần phải có sự quay lại nơi chúng cũ để giải quyết các công việc cần thiết. Ngày có tin buồn về tình cảm hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn hẹn ước. Có tin tức tốt ở xa và ngày có tài lập. Tới với tuổi chấp thình trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Trong ngày mọi việc mà chấp thình mâm cầu bấy lâu sẽ đến trong ngày thứ năm này nên tiến hành theo đúng như dự tính. Có thể đứng đại diện trong nhóm đồng sự khi hợp tác ký kết thảo luận người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó phụ tá quan hệ về tình cảm rất tốt thuận lợi cho việc đính ước nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tam nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình nên nhẫn nhịn chớ tranh cãi ngày có hỷ sự tài lập chưa đến hoặc có mà phải phân chia hoặc chỉ có lập ăn quà tặng lập của sự hẹn ước vừa ý các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tà lập 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc các tường đen, xanh lá, quý nhân phù trợ, mùi thăng, con số may mắn 18, 55 và 73. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi Tỵ trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 Đương Sung xuất hiện trong ngày hôm nay không có gì là xấu cả. Nó chỉ đang nhắc nhở tuổi tỵ nên thận trọng và tỉnh táo trong các quyết định của mình. Có khi vì vui hoặc buồn mà bạn thiếu đi sự tỉnh táo trong việc đánh giá tình hình dễ phạm phải sai lầm. Người tuổi tỵ còn nắm giữ những muộn phiền cũ sẽ chỉ khiến cuộc sống của mình thêm đắt rối hoặc đi vào ngõ cụt, nhất là thời điểm thương quan ảnh hưởng tiêu cực thủy hỏa xung khắc cho thấy đắc rối trong chuyện tình cảm xuất phát từ việc bạn không tôn trọng ý kiến của người ấy hờn giỏi căng thẳng xảy ra và bạn phải là người chủ động làm hòa đấy nhé. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi tỵ trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi tăng Tỵ, ngày có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn, việc vui chơi không nên quá lời, tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải có sự chi chát và ngày có tin buồn. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi kỷ tỵ, hôm nay bản mệnh không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc tin tức đều chậm có trở ngại, ngày có tài lộc nhưng dễ hao nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi đinh tỵ trong ngày 20 tháng 6 năm 2024, hôm nay bản mệnh không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác nếu có đến hỏi ý kiến của mình. Bản mệnh không nên ký kết hứa hẹn hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt, ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi ác tỵ hôm nay việc như thế nào thì cứ để yên, không nên toan tính vội vàng, chỉ làm cho vấn đề thêm đắc rối, công việc chỉ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang, do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến hoặc có sự hư hại hoặc có tin không tốt, không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn. Sự đi hay ở đều khó quyết định và ngày tài lập không tốt. Các chỉ số trong ngày sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt, 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc các tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, sủ, thân, con số may mắn 74, 69 và số 10. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi ngọ trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Theo tử vi hàng ngày, nhờ sự nâng đỡ của thực thần mà tuổi ngọ thông suốt được mọi việc, nhờ thế mà bạn có cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, bớt đi sự căng thẳng đang có ở hiện tại. Những gì có thể cho qua được, bạn hãy cho qua đi nhé, vì có những thứ tưởng là đang bị thiệt thòi, nhưng nó lại mang lại lợi thế cho bạn rất nhiều trong tương lai. Thế nên đừng ngại nhường ai đó phần thắng lợi về họ. Ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới túi tiền của bạn. Bản mệnh có xu hướng phải chi tiền quá nhiều. Đó là lý do bạn càng ngày càng khó khăn trong việc cân đối các khoản chi tiêu trong thời gian này. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi ngọ trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi nhâm ngọ, trong ngày có sự hò hẹn gặp gỡ giữa mình và thân nhân bè bạn, ngày có tiệc tùng đình đám vui chơi hoặc có tin tốt về công danh tình cảm, ngày có nhiều chuyện xảy ra cần phải có sự dàn xếp khéo léo để giải quyết tất cả. Bắn mở nên cẩn trọng khi đi lại, di chuyển có trở ngại nhỏ. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi canh ngọ, trong ngày sẽ được nhận nhiều tin vui, hỷ sự, tiệc tùng, gặp gỡ, có người đi xa hoặc có tin tức ở xa. bản mệnh nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại có đủ so, có sự thuận lợi về tiền bạc, công việc, làm ăn. Tứ vi tứ mậu ngọ trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Hôm nay là thời điểm có nhiều sự hội hợp, gặp gỡ, tiệc tùng. Ngày có tin tốt, thuận lợi về tình cảm, tài lập Ngày có tin tức ở xa hoặc người xưa quay trở về. Trường hợp mà có người đến bàn chuyện hùng hạp hợp tác thì nên nhận lời, Ngày có quà tặng lộc ăn. Tử vi tuổi bính ngọ trong ngày thứ năm, mọi việc trong ngày không nên chờ đợi, cần phải tiến hành hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết. Ngày có tin tức ở xa hoặc có thăng ngăn bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ, có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả giúp đỡ. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi giáp ngọ. Hôm nay là ngày nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc tìm phương kế khác có lợi hơn là làm theo lối cũ. Ngày có tin hoặc có quý nhân, bạn bè đếm, đem lại chuyện vui, tinh lành. Ngày tài lập vào nhanh ra nhanh, ngày có sự tu bổ, dọn dẹp, sắp xếp lại công việc, đồ đạc, vật dụng. Ngày có hội hè, vui chơi, hò hẹn. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc các tường tím, trắng, quý nhân phù trợ, tuất, dần, con số may mắn 19, 29 và 65. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi mùi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Người tuổi mùi độc thân may mắn, tìm được người vừa ý trong ngày tam hợp xuất hiện. Thế nhưng bạn cũng không nên quá vội vàng trong chuyện tình cảm. Hãy chậm rãi tìm hiểu đối phương thật kỹ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Thiên tài ghé thăm giúp cho người tuổi mùi nhận ra rằng mình có nhiều tài sản quý giá đến mức nào. Thế mà bao lâu nay bạn đã bỏ quên, không trân trọng những gì mình đang có. Thậm chí nhiều người lúc này có thể tập trung vào việc giúp cải thiện cuộc sống của người khác mà không cần tới tiền. Thủy thổ xung khắc gây tác hại cho sức khỏe của bạn có thể vì bạn chủ quan với những biểu hiện nhỏ trên cơ thể. Bạn nên đi thăm khám sớm để có thể được điều trị nhanh chóng và thích hợp đi nhé. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi mùi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi quý mùi. Ngày có nhiều sự việc xảy ra rất bận rộn, khiến mình phải lo toan giải quyết. Có sự tư bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng hoặc có cuộc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Ngày có tin buồn, sức khỏe không tốt và tài lộc dễ hao. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi tăng mùi, hôm nay có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan giải quyết. Trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng, sức khỏe không tốt, mọi việc khó thành, không thuận lợi, không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi kỷ mùi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024, mọi việc trong ngày không nên lơ là, dễ gặp rủi ro hoặc bị trách oán, dèm pha. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm hoặc có sự hư hại và đồ đạc nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Ngày có tin buồn, tà lập không tốt. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi đinh mùi, Hôm nay sự mong cầu và tin tức hay công việc đều chậm chạp, chắc trở Ngày có tin tức ở xa, mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Ngày có tin buồn, tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi ấp mùi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Trong ngày bạn nên bình tĩnh mọi việc, cho nên hấp tấp tiến hành nhanh chóng. Dù sự việc có cấp bách, càng chậm càng tốt sẽ có lợi, nên tiếp tục lắng nghe hoặc chờ đợi tin tức mới sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều tin hoặc có tiệc nhỏ, nhà có nhiều người đến, có tin buồn và sức khỏe của người thân ở xa, ngày hao tài về mua sắm giao thiệp. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc các tường đỏ, đen, quý nhân phù trợ Hợi, Mão, con số may mắn 91, 33 và 70. Và tiếp theo chương trình, một quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi thân trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Người tuổi thân nên để ý một số suy nghĩ tiêu cực đang được gieo sắc trong tâm trí của bạn trong ngày tương hại xuất hiện. Có thể một người hay một việc đẩy bạn tới hoàn cảnh này. Việc của bạn là thoát ra khỏi nó càng sớm càng tốt người tuổi thân được chính quan nâng đỡ nên mọi việc trong ngày hôm nay hanh thông thuận lợi thậm chí còn có những biện pháp an toàn phòng tránh được những đất rối trong tương lai thủy kim tương sinh là dấu hiệu tốt để bạn có thể cải thiện tình hình tài chính của mình nếu có cơ hội gia tăng thu nhập thì đừng ngại thử sức có thể bạn phải chịu vất vả và giai đoạn đầu nhưng sau đó mọi thứ sẽ lại tốt đẹp thôi sau đây là luận giải chi tiết từng tuổi thân trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi nhâm thân. Hôm nay, cho dù có làm việc gì cũng không nên hấp tấp, dễ gặp rủi ro, so. kết quả không được như ý, chuyện tình cảm không nên dây dưa hoặc là nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt, dễ mất uy tín. Ngày có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi canh thân. Hôm nay là ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bạn rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Công việc dễ có sự bỏ dở hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại. Ngày có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi Mậu Thân. Trong ngày có sự mong cầu về công việc, tiền bạc, tin tức, tình cảm không nên nóng nảy. Có sự chậm trễ chút ít nhưng vẫn có kết quả bản mệnh nên phải tiến hành giải quyết công việc, không nên ngại khi nhận sự giúp đỡ của người khác. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi Bính Thân, hôm nay nếu cần giải quyết việc gì thì tốt nhất nên hỏi ý kiến của quý nhân, nên đi xa, di chuyển. Sự mong cầu và tin tức làm ăn chậm chạp, không nên vội vã tiến hành vì chưa hẳn tin tức đó là tin tức có thật. Nếu có thật cũng có sự thiếu sót, ngày có tin vui và chuyện tình cảm tài lập tốt. Các chỉ số trong ngày... Sự nghiệp 4 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc các tường vàng, trắng, quý nhân phù trợ, mùi, dậu, con số may mắn 22, 50 và 39. Và tiếp theo chương trình mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi dậu trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Thiên quan chỉ ra rằng hôm nay có vài vấn đề rắc rối khiến tuổi dậu thiếu tập trung cho công việc trước mắt lời khuyên cho tuổi dậu đó là nên dẹp chúng sang một bên tránh làm hỏng những việc quan trọng ảnh hưởng tới uy tín và túi tiền của bạn bạn nên bỏ đi tâm lý so sánh rằng người khác thì sướng còn tôi thì khổ thật ra ai cũng có vấn đề riêng chỉ là họ không tiện nói xa với bạn ở thời điểm hiện tại mà thôi thủy kim tương sinh là cơ hội để bản mệnh chủ động bày tỏ tình cảm với người bạn thích có thể họ đã bật đèn xanh từ lâu mà bạn không biết Hôm nay cũng là ngày để các cặp đôi hòa giải thoát ra khỏi những căng thẳng ở hiện tại. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi dậu trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi quý dậu, ngày có sự chờ đợi chậm chạp, lâu lắc về kết quả công việc hoặc có sự sai hẹn, dề hẹn cho các việc đã có dự tính trước, ngày tài lộc dễ có sự hao tốn về công việc hoặc vui chơi, tiệc tùng, quà tặng tử vi trong ngày thứ năm của tuổi tăng dậu trong ngày này nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên nhận lời ngày có cuộc đi vui chơi ngắn hạn ngày thuận lợi cho việc kết bạn đến ước nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình ngày có quý nhân đến giúp đỡ tài lập còn chậm chạp dễ hao tử vi tuổi kỷ dậu trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 hôm nay bản mệnh không nên hấp tấp trong mọi việc nhất là khi đi xa, di chuyển, dễ bị đổ so, tai nạn hoặc bị phạt vạ, ngày có tin buồn, ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, tiệc tùng, đình đám, tuy nhiên vẫn có tài lập hoặc chuyện vui. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi Đinh Dậu, ngày sẽ có sự gặp gỡ hội hè trong ngày thứ năm này. Có thể là cuộc hội họp bè bạn thăng ngăn, có chuyện vui, nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân ngày hao tốn về tiệc tùng mua sắm cuộc vui không nên kéo dài sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi ất dậu hôm nay bản mệnh không nên nóng nảy hoặc hấp tấp vội vàng khi có tin không thuận lợi cho mình về công danh cũng như về tiền bạc mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng nên tìm gặp quý nhân thăm hỏi ngày có tin buồn ở xa các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc các tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ, sổ, thìn, con số may mắn, số 09, 83 và 29. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con chấp tuổi tuất trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Có thể nhờ chính tài năng đỡ mà tài chính của con giáp tuổi tuất cũng có xu hướng tăng trưởng trong thời gian này. Có thể bạn sẽ nhận được nguồn thu nhập mới hoặc được tăng lương. Để các mối quan hệ trong tương lai lành mạnh và vui vẻ thì lúc này được xem là thời điểm khá phù hợp để bạn nên buông bỏ quá khứ và hướng tới những điều tốt đẹp hơn vì biết đâu cơ hội tốt sẽ đến. Thủy thổ xung khắc cho thấy sự khó tính cầu toàn của bạn không khiến mọi việc khá hơn mà thậm chí còn khiến người khác tức giận. Tốt hơn hết bạn nên khéo léo hơn trong giao tiếp với mọi người xung quanh để bớt gây căng thẳng. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi tuất trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi giáp tuất Hôm nay, sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự chắc chở, gặp bắt rối hoặc tình hình thực tế xảy ra không đúng như mình tiên đoán. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về danh lợi hoặc tiền bạc với mình. Trong việc hợp tác, không nên bày tỏ hết những ý định của mình, dễ bị phản bác, từ chối. Ngày có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa, ngày có sự xoay chuyển, thay đổi công việc đến kỳ hạn, đáo hạn hoặc đang tiến hành thì bị bỏ dở do có tin hoặc có người đến phải giao thiệp. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi nhâm tuất, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ về công việc cũng như về tình cảm, gặp gỡ, ngày có cuộc vui ngắn, không nên bỏ dở công việc, dễ bị khiển trách và ngày tài lập trung bình. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi canh tuất, hôm nay hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên, đã đến lúc tình thế thay đổi nên nhận công việc mới nếu có người đến đề nghị hợp tác ngài có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đồ đạc vật dụng nhà cửa ngài có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp di chuyển tử vi trong ngày thứ năm của tuổi mậu tuất ngài có nhiều công việc tin tức đến dồn dập xảy ra nhiều chuyện bận rộn ngài có sự đáo hạn đến hạn định kỳ nên tiến hành công việc không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín và ngày có quý nhân giúp đỡ. Các chỉ số trong ngày, sự nghiệp 4 sao, tài lập 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc các tường tím, trắng, quý nhân phù trợ, thăng, ngọ, con số may mắn 12, 55 và 98. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu tử vi của con giáp tuổi hợi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Ảnh hưởng của tự hình có thể khiến con giáp tuổi hợi có cảm giác mình đang cạn kiệt năng lượng. Thật ra bạn đang tự làm mình đuối sức về những suy nghĩ tiêu cực trong thời gian này mà thôi. Chính nắng chỉ ra rằng nếu thời gian vừa qua rất bận rộn với con giáp tuổi hợi, thì trong thời gian này bạn vẫn muốn duy trì sự bận rộn đó. Bởi lẽ đây là thời khắc quan trọng để bạn có thể phát triển nhiều hơn. Hôm nay thay vì đi tụ tập bạn bè, hãy dành thêm thời gian cho bản thân và gia đình nhé. Có như vậy, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình mới khăn khít, vui vẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Sau đây là luận giải chi tiết về từng tuổi hợi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Tử vi tuổi Ất Hợi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Hôm nay bản mệnh nên giữ mức độ bình thường của các việc làm trong ngày. Sự bày vẽ thêm chỉ đưa đến kết quả không tốt. Ngày có tin buồn, tài lập trung bình. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi Quý Hợi. Hôm nay là ngày dễ có sự hiểu lầm hoặc làm ơn mắc oán. Bản mệnh không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Mọi việc nên để tự nhiên và cũng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ gặp sự phiền lòng hao tổn. Tử vi trong ngày thứ năm của tuổi Tân Hợi hôm nay hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có sự kết thúc trong việc mong cầu và ngày tà lập trung bình. Tử vi trong ngày 20 tháng 6 năm 2024 của tuổi kỷ hợi, hôm nay bản mệnh có nhiều công việc, tin tức đến rất bận rộn và lo toan, giải quyết sức khỏe của bản mệnh không tốt ngày có tin buồn về công danh tài lộc sức khỏe của thân nhân bè bạn ngày khó có sự kết thúc như ý các chỉ số trong ngày sự nghiệp 4 sao tài lập 4 sao sức khỏe 5 sao tình cảm 4 sao giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ màu sắc các tường vàng đỏ quý nhân phù trợ tuất mùi con số may mắn 34 77 và 19 trên đây là tử vi 12 con giáp trong ngày 20 tháng 6 năm 2024. Hy vọng với nội dung trên đây, quý cô bác anh chị và các bạn sẽ có thêm những sự lựa chọn tích cực hơn để đón lành tranh giữ trong ngày mới của mình. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều thông tin bổ ích như thế này. Xin chúc quý vị gặp nhiều bình an và may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.